mới đây thủ tướng chính phủ chỉ đạo bộ công an bộ thông tin và truyền thông phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu xử lý tình trạng mạng xã hội tràn lan video có nội dung nhảm nhí giật gân trước đó một số cơ quan báo chí phản ánh về tình trạng trên mạng xã hội xuất hiện nhiều video nhảm nhí có nội dung giật gân để lôi kéo nhiều lượt xem với mục đích kiếm tiền đáng ngại những video này phần nào ảnh hưởng đến nhận thức lối sống của trẻ em trong khi đó việc kiểm soát nội dung các video này còn có bất cập Gần đây nhất vào ngày 3 tháng 10, Nguyễn Văn Hưng ở Bắc Giang, chủ kênh Hưng Vlog, con trai hiện tượng mạng Bà Tân Vlog đã vấp phải chỉ trích của dư luận khi quay và đăng tải video có nội dung dạy cách trộm tiền trong heo đất. Sau đó thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Giang lập biên bản xử lý Hưng 10 triệu đồng. Trước đó không lâu, Nguyễn Văn Hưng đã bị Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Giang xử phạt 7,5 triệu đồng về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin không phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc. Cụ thể, Hưng Vlog đã đăng tải video nấu một nồi cháo với con gà để nguyên lông. Không chỉ có Hưng Vlog mà hiện nay nhiều kênh YouTube khác cũng thường xuyên đăng tải các video có nội dung về ẩm thực kinh dị, ăn cá sống, nấu ăn siêu cay, siêu khổng lồ hoặc các thử thách về ăn uống gây lãng phí.